Toàn xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại là Toàn đang đứng trên cái khu đất nhà vườn sinh thái View Hồ Trị An của công ty Vạn Đô Group làm chủ đầu tư. Thì cái khu này là cách đây gần một tháng Toàn đã quay cho anh chị rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là mình đứng ở đây và mình sẽ quay lại cho anh chị xem về cái tiến độ hạ tầng của chủ đầu tư vừa mới hoàn thiện. Tại vì cái thời điểm mà Toàn quay là gần như là cái khu đất này là chưa có dọn mặt bằng. Nhưng mà khi mà ngày hôm nay mình quay lại á, thì anh chị thấy là mặt bằng là cực kỳ đẹp luôn. Và cái nhà mẫu á, là hiện tại là chủ đầu tư cũng dần hoàn thiện. Và sắp tới khi mà anh chị xuống á, là mình sẽ có đầy đủ quầy bar ha, quán cà phê phục vụ cho anh chị ngay tại đất luôn. Và cũng như là mình sẽ có những cái vườn mẫu để anh chị tham khảo. Đó, anh chị thấy. Thì trong tất cả những cái phân khu mà bên Vạn Đô Group đã triển khai ở Hồ Trị An thì riêng cái phân khu 4 này là cái vị trí đẹp nhất. Tại vì sao? Thứ nhất là đây là đỉnh đồi, là cái vị trí cao nhất của đồi 48. Cho nên là mình đứng ở cái vị trí này khi mình nhìn xuống á, là không có bị chắn view, là nó bao quát hết Hồ Trị An 360 độ luôn ha. Cái thế đất mình rất là cao. Đó. Và cái thứ hai nữa là cái vị trí này á, là đất của mình là hai mặt tiền trước sau đó. Và đặc biệt á, là mặt tiền đường của mình là hiện trạng là đường 8m đó. Và nó quy hoạch là tương lai là mở rộng là đường 16m. Nhưng mà đường hiện tại là xe 45 chỗ là đã vào tới đất rồi nha anh chị đó. Trên đây là cái phân khu mà phải nói là Toàn tâm đắc nhất, và mình cảm thấy là đây là cái vị trí mà đẹp nhất trong tất cả các phân khu mà Vạn Đô Group đã triển khai và mình đã mở bán. Đó. Thì hiện tại là mặt bằng là gần như là bên Vạn Đô Group là đã dọn xong gần hết rồi và rất là thông thoáng. Nhưng mà bên chủ đầu tư cũng đã chừa lại một số cái cây điều khá là to ha. Còn những cái cây điều nhỏ thì bên mình đã dọn sạch sẽ rồi. Đó, thì những cái cây điều này á, là mình giữ lại để làm chi? Để thứ nhất á, là nó có cái bóng mát, và cái thứ hai nữa là khi mà khách hàng anh chị á, mua để mà anh chị làm nhà vườn á, thì sau này mình cũng sẽ có nhiều cái mục đích sử dụng cho cái khu vườn của mình ha. Đó. Và cái vị trí này á, hiện tại là bên Toàn triển khai á, chào bán với cái giá là 2,3 triệu một mét vuông. Và mỗi lô như vậy là bên Toàn tách ra là diện tích là 1.000 đến 1.500 mét vuông. Đó, sổ sách pháp lý rõ ràng ha. Thì sổ là hiện tại là bên Toàn vừa mới lấy về luôn, cho nên là sổ còn rất là mới và chưa có qua đầu tư luôn. Cho nên nếu mà anh chị nào á mà quan tâm á thì anh chị nên đi xem. Tại vì ở cái thời điểm này á là cái giá mà bên chủ đầu tư triển khai á đưa ra rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là đất của mình đó là quy hoạch an toàn ha, là quy hoạch cây lâu năm và kết hợp với là đất ở nông thôn, và nó bám mặt tiền đường nhà nước, mặt tiền nhiều, cho nên là những cái sổ này á, thì bên ngân hàng họ hỗ trợ thẩm định vay rất là cao. Thì nếu mà anh chị nào mà mua để làm nhà vườn và đầu tư mà anh chị muốn hỗ trợ về cái vấn đề vay vốn á, thì bên mình cũng sẽ tư vấn cho anh chị ha. Thì hiện tại cái khu này thì bên ngân hàng hỗ trợ vay đến 50%. Mà dù là hiện tại là đất của mình là đất nông nghiệp chưa có thổ cư, nhưng mà bên ngân hàng định giá rất cao. Đó. Anh chị thấy view rất đẹp ha. Hiện tại là mình đang quay cái video này là 12 giờ trưa nhưng mà rất là mát. Đó. Thì từ cái vị trí này á, anh chị di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 1 giờ 15 phút tới 1 giờ 30 phút mình đi xe thôi. Đó, thì với một cái vị trí mà di chuyển thuận tiện như vậy, giáp thành phố Hồ Chí Minh mà giá chỉ có 2,3 triệu một mét vuông, tính ra là 1.000 mét vuông chỉ trên dưới 2 tỷ để anh chị sổ một cái khu vườn. Đó, với một cái diện tích nó như thế này, view hồ, thì anh chị thấy là cực kỳ tiềm năng. Tại vì bất động sản á, thì nó sẽ có nhiều bất động sản, nhưng với những cái bất động sản mà nó sổ cái vị trí và cái tầm view như thế này á, thì không phải là ở đâu cũng có. Đó, cho nên là nếu mà anh chị nào mà quan tâm á, thì liên hệ lại bên số hotline của bên Toàn, thì sẽ có bên bộ phận kinh doanh hỗ trợ cho anh chị, và cũng như là bên mình cũng có xe
đưa đón khách hàng đi xem thực tế dự án. Thì nếu anh chị nào muốn đi xem thì liên hệ bên mình ha. Thì bây giờ mình sẽ nhờ cameraman quay tổng quan cái khu đất của mình. Thì cái cảnh mà đẹp nhất á, thì nó sẽ rơi vào cái khung giờ là từ 7 cho đến 9 giờ sáng và 4 tới 6 giờ chiều. Đó là cái khung cảnh mà bình minh với lại hoàng hôn ở Hồ Trị An là đẹp nhất. Thì nếu mà anh chị nào mà đi xem á, thì mình nên xuống đất vào cái khoảng thời gian này.